Củ cải trắng được ví như một thực phẩm vàng vì chứa hầu hết các thành phần dinh dưỡng thường có trong thức ăn. Nếu bạn biết cách chế biến, củ cải vừa có thể trở thành món ăn ngon, vừa hỗ trợ chữa trị nhiều bệnh như tim mạch, huyết áp, ho, táo bón, đục thủy tinh thể. Theo thống kê, trong mỗi loại thực phẩm có 80 chất dinh dưỡng, thì trong củ cải trắng có tới 69 chất. Nhiều chất xơ, giàu các vi lượng có đặc tính bảo vệ cơ và thần kinh, chống viêm, chống dị ứng và chống nhiễm trùng, táo bón. Chất kháng oxy hóa, hợp chất lưu huỳnh có khả năng ngừa ung thư, chống lão hóa và bệnh đục thủy tinh thể ở người già. Kết quả phân tích cho thấy, trong 100 g củ cải có 1,4 g protein, 3,7 g glucid, 1,5 g cellulose, 40 mg canxi, 41 mg phốt pho, 1,1 mg sắt, 0,06 mg vitamin B1, 0,06 mg vitamin B2, 0,5 mg vitamin PP, 30 mg vitamin C. Lá và ngọn củ cải chứa tinh dầu và hàm lượng đáng kể vitamin A, C. Củ cải trắng có những công dụng tuyệt vời cho sức khỏe sau. Điều chỉnh huyết áp. Củ cải trắng là một nguồn cung cấp kali mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Kali giúp giảm huyết áp bằng cách làm giãn mạch và tăng lưu lượng máu, tăng cường hệ miễn dịch. Củ cải trắng là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào, giúp trẻ hóa hệ thống miễn dịch bằng việc thúc đẩy tái tạo các tế bào bạch cầu. Đây là điều cần thiết để chống lại bệnh tật như ung thư và cảm lạnh thông thường. Ngăn ngừa lão hóa. Củ cải trắng chứa nhiều vitamin C và các chất chống oxy hóa, nên ăn củ cải còn có khả năng ngăn chặn tác hại của các gốc tự do gây lão hóa tế bào, giảm nguy cơ ung thư. Củ cải trắng chứa hợp chất phytochemical và anthocyanins có tính chất chống ung thư. Ngoài ra, hàm lượng vitamin C cao có tác dụng chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp ngăn chặn các tổn thương gây ra bởi các gốc tự do, từ đó ngăn ngừa và giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư. Tốt cho hệ tiêu hóa. Củ cải trắng rất giàu chất xơ, tăng cường sự tiết dịch tiêu hóa và mật, làm cho hệ thống tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn. Điều này giúp kích thích nhu động ruột, hỗ trợ quá trình tiêu hóa. Ngoài ra, còn giúp tăng cường sản xuất mật, được coi là phần quan trọng của quá trình tiêu hóa và hỗ trợ bảo vệ túi mật và gan. Theo Thạc sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, trong Đông y, củ cải cũng được dùng để chữa bệnh lỵ, giải độc và dùng ngoài đắp trị bỏng. Cách dùng như sau. Táo bón. Củ cải trắng 100 g, mật ong lượng vừa đủ. Củ cải rửa sạch, giã nát, ép lấy nước cốt rồi hòa với mật ong uống trong ngày. Tai biến mạch máu não. Ý dĩ, bạch biển đậu, hoài sơn, mỗi thứ 30 g. Củ cải trắng 60 g, gạo tẻ 60 g. Củ cải rửa sạch, cắt miếng, đem nấu với ý dĩ, bạch biển đậu, hoài sơn và gạo tẻ thành cháo. Chế đủ gia vị, chia ăn vài lần trong ngày, 7 ngày là một liệu trình. Phụ nữ mang thai nôn nhiều. Củ cải giã nát, sắc với mật ong rồi cho uống từ từ từng ít một. Chữa ho. Củ cải 1 kg, mật ong 100 g, nước muối nhạt lượng vừa đủ. Củ cải rửa sạch, thái miếng cỡ bằng ngón tay, đem ngâm trong mật ong một ngày, rồi lấy ra đem xào lửa thật nhỏ trong 30 phút, sau đó lại cho thêm mật ong, xào đi xào lại vài lần, cho đến khi mật ong kết lại là được, đựng trong lọ kín dùng dần. Củ cải trắng không ăn chung với nhân sâm vì có tính đố kỵ gây bất lợi cho cơ thể. Không ăn củ cải trắng với cam vì tăng nguy cơ bướu cổ. Củ cải trắng kỵ với cua do có tính lạnh gây chứng bụng, tiêu chảy. Không nấu và ăn chung củ cải với cà rốt làm vô hiệu hóa vitamin C, giảm giá trị dinh dưỡng. Củ diền đỏ không chỉ là một món ăn ngon mà còn là loại thuốc tự nhiên vô cùng quý giá. Với hàm lượng vitamin và khoáng chất dồi dào, củ diền đỏ mang đến nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏe. Duy trì chức năng gan. Gan là cơ quan có nhiều chức năng quan trọng với cơ thể, trong đó có chức năng thải độc, loại bỏ chất gây hại cho sức khỏe. Trong củ diền đỏ có chứa chất beta-cyanin, đây cũng là chất tạo nên màu tím rất đặc trưng mà ít loại củ quả nào có được. Hơn nữa, beta-cyanin còn là hoạt chất tốt có tác dụng thúc đẩy hoạt động giải độc gan tốt hơn qua hiệu ứng dây chuyền đến mạch máu. Vì thế, ăn củ dền đỏ sẽ giúp hỗ trợ điều trị các bệnh liên quan đến gan như viêm gan, ngộ độc thực phẩm, vàng da, nôn mửa, tiêu chảy. Ở những người thừa cân hoặc có chế độ ăn không lành mạnh, nguy cơ cao tích tụ mỡ thừa trong gan cũng như các cơ quan nội tạng, củ dền đỏ được khuyến khích để giảm sự tích tụ mỡ thừa, giúp giảm cân hiệu quả. Vì thế, nước ép củ dền đỏ có mặt trong nhiều chế độ ăn giảm cân, giảm mỡ thừa. Điều hòa huyết áp. Bệnh lý liên quan đến huyết áp là một trong những bệnh lý phổ biến nhất đe dọa đến sức khỏe. Các nghiên cứu khoa học gần đây đã chỉ ra, mỗi ngày nếu sử dụng 500 ml nước ép củ dền đỏ sẽ có tác dụng điều hòa huyết áp rất tốt. Bổ máu. Trong củ dền đỏ có chứa hàm lượng sắt khá cao, sắt lại là khoáng chất quan trọng trong việc tái tạo, hình thành tế bào máu trong cơ thể. Đặc biệt ở những người bị mất máu do tổn thương, phẫu thuật, phụ nữ mang thai hoặc sau chu kỳ kinh nguyệt nên bổ sung sắt để tái tạo máu tốt hơn. Ngoài sắt thì củ dền đỏ còn cung cấp cả chất đồng, giúp phòng và điều trị bệnh thiếu máu. Tuy nhiên, với những người đang điều trị bệnh bằng thuốc nên tham khảo ý kiến bác sĩ về khả năng cũng như lượng dùng để không ảnh hưởng đến hiệu quả thuốc điều trị. Ngừa đột quỵ và các biến chứng tim mạch. Nhiều nghiên cứu về tác dụng của củ dền đỏ đối với sức khỏe đã chứng minh việc sử dụng loại củ này thường xuyên giúp phòng ngừa bệnh tim mạch và đột quỵ ở những người trưởng thành. Nguyên nhân là do chất chống oxy hóa trong củ dền đỏ giúp kiểm soát cholesterol, ngăn ngừa oxy hóa và bảo vệ sức khỏe tim mạch. Tăng cường miễn dịch. Củ dền đỏ được chứng minh chứa hàm lượng vitamin và khoáng chất rất cao. Đây là nguyên nhân khiến loại củ này khi ăn vào giúp tăng cường miễn dịch cơ thể, ngăn ngừa nhiễm trùng và các bệnh lý. Hơn nữa, dinh dưỡng trong củ dền đỏ còn thúc đẩy cơ thể sản sinh tế bào mới, kích thích sự oxy hóa của tế bào. Một số lưu ý khi sử dụng củ dền đỏ. Hạn chế với người bị sỏi thận hoặc có tiền sử sỏi thận. Việc ăn củ dền đỏ hoặc dùng nước ép củ dền nhiều có thể gây tái phát hoặc khiến tình trạng sỏi thận trở nên nghiêm trọng hơn. Nguyên nhân là chất oxalat có trong củ dền đỏ có đặc tính như một chất kháng dinh dưỡng, góp phần hình thành nên sỏi thận. Không pha nước ép củ dền đỏ với sữa. Nhiều người vì muốn nước ép củ dền đỏ có vị ngọt, béo mà dùng sữa để pha thêm. Tuy nhiên, sự kết hợp này sẽ gây hại cho sức khỏe. Không dùng cho trẻ sơ sinh dưới 6 tháng tuổi. Nhiều phụ huynh cho rằng nước ép củ dền đỏ có tác dụng bổ máu nên tốt với trẻ nhỏ, song đối tượng trẻ dưới 6 tháng tuổi lại không thích hợp. Đặc biệt dùng củ dền đỏ kết hợp với sữa còn gây ngộ độc cho trẻ rất nguy hiểm. Trái ổi, một loại trái cây quen thuộc và dân dã trong đời sống hàng ngày của người Việt. Không chỉ hấp dẫn bởi vị ngọt mát mà còn bởi nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe mà bạn chưa biết đến. Hãy cùng khám phá những công dụng tuyệt vời của trái ổi và tìm hiểu tại sao loại trái cây này lại được nhiều người gọi là siêu thực phẩm đáng giá cho sức khỏe. Theo tham vấn từ tiến sĩ Lương Y Phùng Tuấn Giang, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Phát triển Y Dược Cổ truyền Việt Nam, sau đây là một số công dụng của trái ổi đối với sức khỏe. Ổi là một trong những nguồn cung cấp vitamin C dồi dào nhất. Một quả ổi cung cấp gấp đôi lượng vitamin C khuyến nghị hàng ngày. Đó là gấp 5 lần lượng bạn sẽ nhận được khi ăn một quả cam. Vitamin C nổi tiếng với lợi ích tăng cường miễn dịch. Nó hỗ trợ ngăn ngừa tổn thương tế bào, nhờ đặc tính chống oxy hóa, giúp ngăn ngừa nhiều bệnh tật, bao gồm các bệnh nghiêm trọng như bệnh tim, viêm khớp và ung thư. Một nghiên cứu năm 2012 ở Pakistan đã kết luận rằng ổi chín hoàn toàn chứa hàm lượng vitamin C đậm đặc nhất. Vì vậy, tốt nhất chúng ta nên thưởng thức quả ổi chín để thu được nhiều lợi ích nhất. Nhờ vitamin C có trong ổi, chất tạo ra noradrenaline, bạn sẽ nhận thấy tâm trạng của mình được cải thiện tích cực. Ổi cũng chứa hàm lượng magie cao, giúp giảm mức độ lo lắng và nâng cao tinh thần của bạn. Loại trái cây khiêm tốn này chứa hàm lượng lycopene cao. Lycopene là một sắc tố caroten màu đỏ tự nhiên, được tìm thấy trong một số loại trái cây và rau, có hiệu quả trong việc ngăn ngừa một số loại ung thư. Nó cũng giúp làm cân bằng và điều hòa cholesterol trong máu, giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và ung thư. Lycopene là một chất chống oxy hóa mạnh, có rất nhiều trong quả ổi, đặc biệt là ổi đào, loại ổi có ruột màu hồng. Carotenoid mạnh mẽ này đã được chứng minh là một trong những chất chống ung thư, nhờ khả năng ức chế sự phát triển của nhiều loại tế bào ung thư. Theo một nghiên cứu được công bố trên PLOS ONE, một tạp chí khoa học của Mỹ, Việc tăng tiêu thụ lycopene có thể giúp giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt. Một nghiên cứu khác cho thấy lycopene cũng có thể làm chậm sự phát triển và lây lan của các tế bào ung thư phổi.